Hai chị em chào cả nhà ha. Hai chị em chào cả nhà đã đến kênh Bữa Cơm Gia Đình của em hôm nay. Thì bữa nay đi ra nhà em gái nè cả nhà. Trời mưa, em gái rủ đi dở vớn. Lấy thùng đi dở vớn cả nhà. Kiếm cá đó. Kiếm cá cả nhà. Giờ hai chị em mời cả nhà đi dở vớn cho vui cả nhà. Cả nhà đi dở vớn với hai chị em mình nha. Cao này sao ta không bán ta? Cái này không phải cây, cây cao nhưng mà là cây gì mà trái nó cao. Rồi cái nguồn cao ngọn ha, chín rồi nè. Ăn được không ta? Thì có ăn cắm thương cái cũng chắc rồi. Kế hoạch này chị Dân ơi, cơm người ta ủ ăn phân để trồng trồng bông nhãn thọ Tết đó cả nhà. Chị cũng đặt bông rồi đó, nó chưa có gieo. Tú đặt rồi, năm nay đặt ớt rồi đó, ớt ngủ quả gì đó, ớt bà bảy sắc gì đó, ngủ sắc ha, chuối nè cả nhà. Nó già nhóc luôn. Ơ hồi bé mới chứ giác về kho ấy à, kho cá linh đây. Mua cho ba mà giờ chưa cho mình ăn trước đi. Ba bóc mua xạo. Con gái này chợ hết gì mới lên. Chợ gì? Trời ơi, con bồng bồng đẹp quá cả nhà. Không gà không có ghe. Chờ hết ấp thấp Nhật Đế thì cá nó hết ngon rồi ba. Khoai lạc chấm luôn súng. Ngập xuống kìa, em nó tát rồi. Có chanh không đó? Sao trái giác này nó cỡ này nó không có trái chưa ta? Chị bé chanh nữa đó. Chị bé chanh nè. Thấy chanh cái muốn nhào vô bẻ liền cả nhà. Ngon quá. Hồi nữa mình bẻ trái giác luôn. Hồi bẻ trái giác vô. Rồi chị quay đó. Đi cả nhà đi đi thăm vớn cả nhà. Cái bồn bồn bữa nay nó coi kìa, nó mệt chọi chân. Em ra được cái chị tới giờ em đâu có ra đâu. Ừ. Ngồi xuống cả nhà đấy ngồi lọc cái ầm á. Em gái nó lắc con cái té thiệt. Chưa. Con bự cái cọng nó sành với hay đây. Bồn bồn rồi cả nhà. Tới nữa đi nhổ bồn bồn cho chị hay chị quay nghe đó. Nó nở bự biết rồi, bây giờ là có tép rồi đó đó. Ha. Bây giờ có lòng tông không đó? Anh hai chị hai hỏi chị đi giăng lưới gì vậy? Chị nói ra ngoài không biết giăng lưới gì. Ừ. Cái gì cá? Ủa con gì quẩy giống cái gì ta? Nó trong giống cái gì đó đáng không? Nó quậy quá trời luôn, là nó trong giống nó mới quậy vậy đó. Ủa mình dở giống là mình dở hai đầu hả đó? Ủa con gì vậy? Ủa con ếch. Thôi thôi, mày chết rồi. Mày chết mày rồi. Xào chung với con gà luôn. Nó nhảy. Nó nhảy chộp chộp. Nhảy mất. Cái con dây cục rồi nó được. Hết bự rồi đó.
Mình đâu có mặc quần xà lón đâu, có con dây rút. Nó coi cái đó, có cái cần dây rút không? Nó hết bự quá cả nhà. Có cua kìa đó. Trời gan bén dữ. Bởi vì cắn chị bầm cả tháng ngoài. Cái này, má này. Nó bậy bạ không ấy, nhà nhõng cái sạp lên cái lâu kiến gì. Để ngồi bắt ếch trước thôi, để con em đổ quần ếch bảy xong bay ra ngoài điện. Thấy có được cái gầm. Cái đầu ít rồi, nó hết cái gầm. Nó nhỏ cái sạp lên. Rồi, điện rồi. Hết lên đó. Nó tự biết mà cả nhà. Nó động. Đừng con dây cũng đi. Chứ không có là nó nhảy vào ngoài điện, không có nó. Cái gầm ngon ha, cái đầu kiến nè. Cái gầm ngon ha. Có cua nữa, sao bữa nay cua ít vậy ta. Cái đầu kiến là gầm mới. Sao mưa mà nó không chạy ra? Là những chút trọng quy trong đây không có gì đặc biệt này hết. Có cái giảm á. Cái tầm quốc không ngon không? Làm biết rồi đó, làm biết cái gì đó. Cái lục kiến với cua không? Còn cua dăng với khoa. Em thấy ngọn đi đặt máu năm tội cho khác không? Cái này còn cái nữa hả đó? Cóc ta. Cóc đâu dưới này? Sao? Con ếch trời, trời ếch bự vậy? Trời, cóc có biết bự luôn. Mất hết rồi, bự luôn cả nhà ơi. Quay đi đâu. Mấy con dây chắc chắc đi đáng ơi, cái con ếch nó bự quá à. Ếch nó làm gỏi sắp thai là đủ luôn. Nào vô hết ổng cũng điện hết trơn cái nè. Gần ngày bắt ông đi. Vậy. Em tính nó
con cóc chích xịn. Nó tiếng hết rồi cả nhà. Nó tiếng hết cái bự. Em nó cười dở lên đó, nó con cóc chích xịn. Con cóc hưởng chết cái bự gì đó. Ừ. Trời ơi, mập quạm tay luôn. Cái bọc này an toàn lắm không trời. Thì đó có bụng quá cả nhà. Bụng ăn nổi. Đây là không có cái gì hết trơn đó nhà, nó không có gì để mà chân xét một làm đi. Mày mày chết rồi, chết rồi, cái eo quá trời luôn rồi. Có nào ngọc thở chết luôn không? Đưa lên đó. Cái eo quá rồi, ngọc thở chết luôn không? Thêm lên cái nhà nó xô đá. Này em nói cho răng cái. Bây giờ nó hết được luôn. Một lỡ đi chết chịu. Con chị hai con hai bên con đợi. Cái này chị nhìn đó. Hai con đó hơn. Đợt có một loại người sạp xếp. Ớt nhận bự thì cũng ớt có 300 gram á, 3 con 1 ký á. Rồi cái đùi nữa nè. Hôm qua kia vô 2 con mới lớn nè. Cái em rộng cho nó xảy cái. Em thả luôn, thả xảy 1 con cái còn con thả luôn. Còn khúc này. Còn bên này. Ai nói không? Có không phải gì bà Trang đây? Ba nó có đội nào nó điện chứ. Có hai người đó biết không? Chúng ta biết. Điều tra nếu được. Để lại tới mình điều tra lại. Ba nói ổng nó bí mật. Nó có nói hình hoài chưa? Không. Ủa sao không? Thôi rồi tại ổng nói vậy ta. Nó là đáng nói. Em mới đánh giày thép nói ổng. Ổng nói bí mật à. Ổng nghi với gì đó thôi. Tại nãy ông nói gì vậy? Ủa con gì trắng tươi vậy? Tới con gì nữa rồi? Con cua mà trắng tươi vậy? Con cua vàng. Thì đúng không? Con cua trắng tươi hả? Thấy không mẹ? Ừ, cua biển đó, có ẩm gì đó, cua biển chị thả vậy nó. Ừ, bây giờ chị bắt là đủ tuổi nè. Có ẩm gì chị nói con cua mà biển ở trong đất đá có cua biển đó. Biển đó mà biển. Con này con cua gì biết không? Cua đá. Gì hả? Ừ. Con cua vàng thẹn. Hết họ mà cái con hết này. Cái con cua này nó nổi. Con này nó nổi cái nè. Con này cua gì cái nè? Thả ra. Con người đẹp quá à, thôi chết đi đi. Kìa nó kiếm cái thương luôn. Ở nặng lá không nhớ bẻ trái giác chỗ đó mà bà không kéo qua kéo lại chị mắc cuộn chết. Quay nè, đang quay nè. Chỗ trên trái bự chín luôn kìa đáp. Nó được. Trái giác nhóc luôn cả nhà. Ôi bông trái giác đẹp quá cả nhà. Giờ bẻ trái giác này về mình kho cá. Còn trái giác em nó cho để tủ lạnh nó bằm hết trơn mà cũng kho cũng ngon cả nhà. Nó trái nó còn tươi mà cái rau nó bị vàng. Giờ bẻ nữa. Cái gì xanh xanh tắt nước em đựng. Xong rớt lên hãy xong.
cái chùm bự này bẻ ra đó. Đẹp quá. Nhìn cái trái nó gâu. Cái chùm gâu. Cái ấy nó không có trái nữa ha. Cái trái cà na. Có mà nó thưa quá. Nó thưa trái nó khó bẻ. Cánh bữa nó thưa nữa. Cái dòng gian đó. Cái dòng gian của cái hầm này nè. Ừ. Em cho người ta trồng kỹ. Dòng gian nào? Cặp ở trên bờ hả? Trên bờ á. Ừ. Nguyên cái dòng hết trơn ở đây nè. Ừ. Em cho trồng mướp trồng gì? Em cho người ta mướp à? Cho không á. Ừ. Cho không cho người ta dọn rồi cho người ta trồng. Ừ. Ta đang dọn trống lỏng chị đâu thấy bình bát tôi mất tiếng chưa? Ừ. Đâu thấy ta dọn. Ta đang cái gì con? Chú làm hỏi mày. Chồng bán tiền không? Hả? Chồng bán tiền. Mình không bỏ cỏ, không cái chụm trên đó trái nó bự rồi đó, có đâu không hả? Chà bá luôn á. Mà có mấy trái hả? Không, mình đi lên kia đó. Đáng bẻ. Còn thử xong bây giờ nè em. Ủa nói gì? Nói chị thèm cũng bẻ. Nó sợ con sâu mà chị tính đâu đáng, chị tính hụt con sâu kìa. Em cũng sợ con sâu nữa. Em cũng sợ. Nhưng mà em thấy nó nổ chết. Em sợ nhưng mà thấy nó chết. Ừ. Thấy nó đẹp, thấy cái gì đó. Cà na nè cả nhà. Dậy kia đi. Trên bờ mới thấy nè. Ăn trái kìa. Em mời cả nhà ăn trái cà na nha. Ở đây. Em mời cả nhà trái cà na cả nhà. Đây, cái khẽ là hỏi sao không thấy. Nó chát mà nó chua. Chua nữa chát. Trời ơi, con chồng hiu. Quay lúc nào cũng dính cái tay mà chống cho. Ở cái này mình gỡ chưa? Cái này là nó có hành tinh chưa? Có con gì em gỡ thử thôi chứ không có con gì. Chắc không có con gì đó. Thôi. Cái này kinh vô mà nó không vô ha? Mình đặt ra không? Đặt để đừng cho cá ngoài kia. Không ra không? Con cá nó kiến hay là nó ốc chị mà kiến nó vui lắm. Ừ. Trời ơi, ăn cái trái không? Trời ơi, nó chát. Không có chùi gì mấy mà nó chát. Cái này chị không có dành bẻ đâu. Không dành lên màn hình, ly qua ghi rồi. Vậy đạo ăn ủa ây da vậy đạo ăn được rồi đáng khỏi mua loại muốn ăn cái gì đó phải tự đó nó là cái giác nhóc luôn nhà kiếm luôn cái giác không ra trời có hàng cái giác nhóc rồi kìa cái trên đạo canh đậu để canh nhà bé canh ừ. Cái đầm này nữa đó mình có thấy đâu quạt máy xuống bên kia đây hả? Ừ, hả? Ừ, cái bự quá biết không à? Dạ, cây đã chanh chanh đâm rồi. Chị có thấy chanh thấy không? Thấy. Nãy chị thấy mà chị đồ bẻ đó. Kìa chỗ mặt đá con đùm chanh đó kìa đó. Biết không? Ừ. Chanh này cả nhà. Vô con vô chứ. Chị bẻ cái đi. Hồi sáng chị thấy chanh này. Bọc 10.000 mắc ma luôn chị không mua luôn. Có con gái không có chanh thôi. Nè cái nhà ôi chanh. Chanh của em gái. Chanh của em gái. Dạ, vô. Đây đằng. Đây trái thôi đáng rồi. Hai trái luôn đáng rồi. Để em chui em để cái này chứ không có chanh. Nè, ba trái luôn đáng rồi. Nè.
tao thấy là dễ đấy, dễ. Anh em mới đánh này cái dây chuyền. Đây nè, vậy giải đầm vô tài kìa. Trời vậy mà chị không thấy nữa. Nó hàm á. Còn tuốt trong đừng sao thu vô được. Thôi. Đi qua cây khác. Đi. Em thấy mấy chanh lẻ ăn ngon chứ em cắt mỗi mũi em ăn. Bữa nay mình có ăn chanh sắt nữa đó đó. Ngồi cái hộp cô lạnh cô đánh ăn. Cô đánh ăn ở đó xong rồi. Tối ngày chắc hành hoa tử. Trời con chúa ngon rồi đó. Mưa ơi da. Trời cái da chanh nó ngâm vô tài đạo quá. Ừ. Bữa nào chị em mình làm bánh đá bữa đó nè. Hả? Bữa nào mình làm bánh lá bữa ở nhà. Hai chị em nắng bánh lá bữa đó. Lâu quá không có làm bánh à. Sao giờ chị thấy bánh xèo chị ngán quá. Chị cắt rồi. Cà na cả nhà. Để cà na. Nó không được trái nhiều nhưng có lai gai nó hết trái. Qua được. Trời chanh, trời đáng ngon cái cây chanh là quá trời luôn đáng. Trời có đụm đụm luôn kìa cả nhà. Trời ơi, bông coi nè cả nhà. Ở đây ở ngoài này anh Hoài có trồng bông nữa cả nhà. Con này sợ bắt chước. Thế có cái cây quỷ này nó nhảy ra dữ lắm luôn á. Nó đeo tới ngập cái cây dòng luôn. Nhưng mà cái bông nó cũng dễ thương lắm cả nhà, nhưng mà có một cái là nó tùm lum lắm. Ôi cây chanh này quá trời luôn cả nhà, ôi trái con nè. Mình dạch đây cái này cây này đó. Này trời con này cả nhà. Để đó, mình dạch đây. Cái này đó thôi. Cái này, mình ngủ cái chanh hay cái chanh này. Cái chanh này nổi tiếng. Nói cho quá cái này. Con nè. Nhóc luôn đùm đùm luôn. Ở đây 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 nè đáng ơi. Cái hàm đó. Rồi sao rớt dưới trái đáng rồi. Đó. Sao nó rớt dưới đó anh chị? Rớt đâu mà dính chùm mọi lần. Cái gì nó còn hả? Em bắt rửa em nhổ cái gì, trắng lại cái gì nữa. Rồi nghe bún. Ở 7 tiếng đẹp. Chừng nào nhổ gì ra chị nhổ tiếp chứ. Chị quay luôn. Chừng nào nhổ khỏi khỏi thứ 7 hai chị em mình nhổ. Nắng nhổ cực cái chết. Nắng nhổ cực chết. Mưa này nhỏ dính chậm, mưa dính chín dính sao mà được. Bây giờ cơm đó, cơm chanh đó cái này. Nè, cái chậm này cái nha. Chậm này cây 5 trái. Ủa cực cực. Còn trong đây mấy người đáng không? Nhà cũng hết trong trời. Má kìa kìa chứ. Mà bộ kìa. Mà nhóc luôn kìa. Kìa em bầu vô. Chị bầu đuổi bò chứ. Chị bò được mà chị thấy từ lộn cái tay vô để chị quay. Cái này đùm đùm luôn nè. Con này nó khúc ở trong đây chị. Đây trên đây cá bự nữa đó rồi. Kìa kìa. Nó rồi. Tay vô đó được không? Trên đó có để. Thôi để dưới này đi. Còn trong nó mất 1 triệu rồi bự không kìa. Sao vậy? Nó bò vô mới được. Không bò vô bự biết chừng nào mà mới để được nó. Ừ. Trời ơi, nó cắt. Như này thế này là được không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nó ngon. Chanh chứ nãy giờ phải ổi là có hào đó đó. Ổi mỏng gì cái con này. Tiền đá mà. Đang cuốc hà. Không chui gây rồi đâu có vẻ được. Nó vàng nó ngon lắm cái này. Rồi cây nhào nè cả nhà. Quá trời. Tốt không biết. Hả? Ừ. Đủ rồi nữa. Nó ba một cây mà nó chia ra ba nhánh rồi cả nhà. Mở trái rồi, tới trên đọt luôn. Vô cả nhà ơi. Hai chị em bữa nay được nhiều. Giờ hai chị em được thùng cá với được bọc gì quá nè. Bọc chanh. Chanh cà na trái giác. Hả? Hai chị em mình bye bye tạm biệt cả nhà luôn. Rồi cả nhà ơi, hôm nay hai chị em đi dở vớn thì được thành quả nãy mình có cho cả nhà xem đó. Rồi mình đi về cả nhà nữa, mình chế biến đồ ăn rồi mình mời cả nhà cùng ăn ha. Giờ hai chị em bye bye.